Thưa quý vị, cảng cá Thọ Quang tạm dừng hoạt động thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp thủy sản. Trước diễn biến dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, các đơn vị hiện đang tìm kiếm nhiều nguồn cung để chuẩn bị cho phương án sản xuất lâu dài trong thời điểm này. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cho thấy, so với trước thời điểm dịch, các hoạt động sản xuất thủy sản giảm đi đáng kể, thậm chí tới hơn 60% sau khi cảng cá Thọ Quang dừng hoạt động. Điều này cho thấy việc tìm kiếm nguồn cung hải sản thay thế là vấn đề quan trọng hiện nay đối với các doanh nghiệp thủy sản. Thực tế, nhiều doanh nghiệp đã và đang kết nối với một số đơn vị ngoại tỉnh để có thể bổ sung lượng thủy sản còn thiếu hụt này. Nếu như phương án mà cảng cá nó ngừng đóng cửa hoàn toàn á, thì mình sẽ phải lên kế hoạch là thu mua hàng từ các tỉnh, là người ta sẽ chở xe về để mình đảm bảo được cái đơn hàng cho khách xuất khẩu. Còn đối với người lao động trong nhà máy á, thì mình sẽ tạo một số công ăn việc làm, mình sẽ lấy những cái mặt hàng đông á, mình ra mình tái chế để mình tạo công ăn việc làm cho công nhân. Ngoài việc nhập thủy sản ngoại tỉnh, một số đơn vị doanh nghiệp đã đặt hàng với các hộ nuôi trồng thủy sản nước lợ tại huyện Hòa Vang để có thể vừa hỗ trợ tiêu thụ trong giai đoạn khó khăn này, vừa đảm bảo nguồn cung để sản xuất. Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã tạo điều kiện cho nhiều tàu cá được cập cảng để giải phóng hàng hóa trong điều kiện phòng chống dịch nghiêm ngặt. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang có cái phương án là tiếp nhận cũng như là làm thủ tục cho tàu rời cảng cá Thọ Quang trong cái giai đoạn cảng cá tạm dừng. Đối với tàu Đà Nẵng thì ra vào xuất nhập thì vẫn giải quyết bình thường, nhưng mà cũng sẽ kiểm soát chặt hơn người trên tàu cũng như hàng hóa. Đối với những tàu mà tất cả khi mà vào ra thì đều phải qua cái chốt quỷ báu, đều phải có cái xét nghiệm test nhanh kháng nguyên sách COVID-2 mới đảm bảo âm tính thì mới cho vào cảng cá. Và khi vào cảng cá nếu có hàng thì chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho bốc dỡ, giải phóng nhanh. Và người thuyền viên đều phải ở trên tàu để mà cách ly, chờ kết quả xét nghiệm tiếp theo thì mới giải quyết tiếp. Còn hàng thì vẫn cho người ở người nhà ở nơi xuống việc giám sát và bốc dỡ đi. Hiện Đà Nẵng đang thực hiện các biện pháp cấp bách và ở mức cao hơn để phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, cảng cá Thọ Quang, nơi cung cấp gần 90% lượng thủy sản trên địa bàn thành phố, vẫn trong diện nguy cơ cao nên không loại trừ khả năng sẽ có thể tiếp tục tạm dừng hoạt động. Vì vậy, để đảm bảo nguồn cung cho sản xuất, ổn định thị trường hàng hóa nội địa, các doanh nghiệp đang khẩn trương để tìm kiếm các phương án bổ sung kịp thời.